Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban bầu cử bang Wisconsin đã đưa ra ước tính chi phí kiểm lại phiếu bầu trên toàn bang này rơi vào khoảng 7,9 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ phải trả trước số tiền này nếu yêu cầu kiểm lại phiếu. Theo Edison Research, với 99% phiếu đã kiểm, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được tuyên bố giành chiến thắng tại Wisconsin trước đương kim Tổng thống Donald Trump, qua đó đem về thêm 10 phiếu đại cử tri quý giá. Tuy nhiên, cách biệt giữa ông Biden và ông Trump chỉ là 0,7% phiếu bầu, tương đương với 20.000 phiếu. Theo luật tiểu bang, vì cách biệt thấp hơn 1% nhưng lớn hơn 0,25%, ông Trump với tư cách là người về nhì có quyền yêu cầu kiểm phiếu lại nhưng sẽ phải bỏ tiền cho việc đó. Trong một tuyên bố được gửi tới báo chí ngày 16 tháng 11, bà Megan Woolfe, chủ tịch Ủy ban bầu cử của bang Wisconsin cho biết, tổng số phiếu bầu tại bang này lên tới 3,2 triệu phiếu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có kiểm lại hay không kiểm lại phiếu bầu. Cũng theo bà Woolfe, Wisconsin đã tính toán kỹ lưỡng số tiền cần thiết cho việc kiểm lại phiếu. Con số 7,9 triệu đô la Mỹ cao đáng kể so với năm 2016, do bao gồm thêm chi phí cho những không gian kiểm phiếu lớn hơn để đảm bảo giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19, chi phí an ninh và số lượng nhân viên nhiều hơn để kiểm đếm các phiếu bầu qua đường bưu điện. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã nộp một loạt đơn kiện tại các bang chiến trường quan trọng, đặt nghi vấn về việc ông Biden bất ngờ vươn lên dẫn trước về số phiếu vào phút chót sau nhiều ngày nghiêng về phía ông Donald Trump. Theo hãng tin Reuters, các quan chức bầu cử ở những tiểu bang này đều khẳng định rằng không có bằng chứng về những bất thường lớn và bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Hiện bang Georgia đang kiểm lại 5 triệu phiếu bầu bằng tay do cách biệt giữa ông Trump và ông Biden quá xích sao. Việc kiểm lại phiếu dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 20 tháng 11, thời điểm Georgia xác nhận kết quả bầu cử. Hiện vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ yêu cầu kiểm lại phiếu bầu tại bang Wisconsin. Ngày 16 tháng 11, tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu, ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cam kết chuyển giao quyền lực một cách chuyên nghiệp sang chính quyền mới. Động thái này đã gần như thừa nhận thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử. Mặc dù phía ông Donald Trump vẫn đang tiếp tục tiến hành các cuộc chiến pháp lý liên quan tới việc bầu cử, thì cố vấn an ninh Nhà Trắng lại có thái độ rất khác về việc chuyển giao quyền lực giữa hai chính quyền. Look, if the Biden-Harris ticket is determined to be the winner, and it's, you know, obviously things look that way now, we'll have a very professional transition from the National Security Council. There's no question about it. Ông O'Brien, người điều phối vấn đề an ninh quốc gia tại Nhà Trắng cho rằng Mỹ đã có quá trình chuyển giao hòa bình, thành công, ngay cả trong những giai đoạn gây tranh cãi nhất. Ông cũng đề cập tới những nhân sự mà ông dự kiến sẽ được gặp trong chính quyền sắp tới, các chuyên gia mà ông gọi là những người đã rất chuyên nghiệp, sắp đảm nhiệm các vị trí này và dành nhiều thời gian tại Nhà Trắng trong chính quyền trước. Mặc dù vậy, trong suốt sự kiện trên, ông O'Brien không đưa ra nhận xét rõ ràng về chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử và cẩn thận lưu ý rằng quá trình chuyển đổi sẽ chỉ diễn ra nếu các vụ kiện hiện tại không có lợi cho Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông O'Brien cũng đã cho thấy một thông điệp khác hẳn với các quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm cả Ngoại trưởng Mike Pompeo, người đã nói rằng bước chuyển tiếp duy nhất sẽ là một chính quyền Trump thứ hai. Cho đến nay, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp GSA vẫn từ chối tuyên bố ông Biden thắng cử, mặc dù ông được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Thưa quý vị, sau nhiều nỗ lực nhằm đảo ngược chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, vào ngày 16 tháng 11, các cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đơn kiện ở 4 bang: Georgia, Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Những người ủng hộ ông Trump thừa nhận họ rút đơn kiện tại 4 bang nói trên vì chưa tìm thấy bằng chứng gian lận và tin rằng các báo cáo sau này của chuyên gia có thể sẽ chỉ ra. Bằng chứng sẽ sớm được công bố khi các tài liệu chính thức liên quan được hoàn thiện, những người ủng hộ của ông Trump cho biết. Tất cả 4 vụ kiện trên đều có sự hậu thuẫn của công ty luật James Bob ở Michigan và Pennsylvania.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch của Tổng thống Trump hoặc là từ bỏ hoặc là thu hẹp quy mô một số vụ kiện gian lận bầu cử ở các địa phương. Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công nhận kết quả bầu cử, cáo buộc Đảng Dân Chủ đánh cắp cuộc bầu cử bằng gian lận bỏ phiếu và kiểm phiếu. Tuy nhiên, giới chức bầu cử và nhiều thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy gian lận bầu cử. Theo tính toán của truyền thông Mỹ dựa trên kết quả kiểm phiếu phổ thông của các bang, ứng cử viên Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, đủ điều kiện đắc cử, trong khi đó ông Trump chỉ giành được 232 phiếu. Ông Trump tuy vậy vẫn liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử và tuyên bố chiến thắng trên Twitter. Chủ nhân Nhà Trắng cuối tuần qua cho biết, chiến dịch của ông sắp khởi động một vụ kiện lớn. Tuần trước, chiến dịch của ông đã thất bại trong 6 vụ kiện ở hai hạt của bang Pennsylvania. Ông Trump viết trên Twitter ngày 16 tháng 11 rằng tôi đã chiến thắng cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ngay dưới dòng tweet của nhà lãnh đạo Mỹ, Twitter gián thông báo khẳng định các nguồn chính thức đưa ra khẳng định khác. Theo tính toán của các hãng truyền thông lớn, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump nhận được 232 phiếu. Dòng tweet trên được ông Trump đăng tải chỉ vài giờ sau khi ông lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ gian lận phiếu bầu ở các bang trọng yếu. Ông Trump viết, tại sao truyền thông tin giả liên tục giả định rằng Joe Biden sẽ kế nhiệm vị trí Tổng thống mà thậm chí còn không cho phía chúng tôi chứng tỏ gì dù chúng tôi đã sẵn sàng làm điều đó. Hiến pháp vĩ đại của chúng ta đã bị vi phạm tồi tệ như thế này trong cuộc bầu cử năm 2020. Có lẽ chưa bao giờ nó bị tấn công như vậy. Trước đó hôm 15 tháng 11, ông Trump lần đầu thừa nhận đối thủ Joe Biden chiến thắng, nhưng khẳng định thắng lợi này có được nhờ gian lận phiếu bầu. Chiến dịch tranh cử của vị Tổng thống đương nhiệm vẫn đang tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý ở các bang chiến địa. Tuy nhiên, một số bang đã bác bỏ các đơn kiện này, khiến nỗ lực lật ngược thế cờ của ông Trump và các cộng sự ngày càng xa vời. Bất chấp các diễn biến không mấy khả quan, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đang trì hoãn việc chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin về bầu cử Mỹ năm 2020 của VTC Now ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.